dám nhìn thì xin thưa không có cần phải mua thuốc nhuộm. Đúng không? Còn đây nó bạc tí xíu sao? Ông lo xịt lên cho tôi. À, còn mình thì bạc tí thì đi vô trong cái kia nói em làm sao mà nó phải nhìn hai ba lai á. Tóc bạc, mình nói ồ hôm nay sao mà tóc bạc vậy? Nói đâu có thầy, cái này là mới hoa râm muối tiêu thôi, chứ muối tiêu hoa râm gì nữa. Không dám nhìn sự thật. Đó là mới hình thức thôi. Không? Da mà hơi nhanh một tí làm sao? Cái này tự nói chứ mà thầy nói rồi nha. Giờ còn không nói thầy nói xấu nha. Làm đau đớn như vậy đó. Mà sao? Ráng sức mà làm. Tốn tiền, tốn bạc. Mà không những bạc mà tiền còn gì? Bình nữa. Ung thư biết bao nhiêu cũng do những cái gì? Do những cái chuyện đấy. Tự mình làm khổ lấy mình thôi. Nếu như mình nhìn ra sự thật, có sinh thì phải có già, phải không? Có bệnh và có chết. Đó là một sự thật. Và cái sự thật đó, nó đã là sự thật rồi thì chúng ta còn sợ không? Có gì đâu mà phải sợ. Nếu là một con người, nếu là một chúng sinh thì có gì? Sinh lão bệnh tử. Nếu là một sự vật hiện tượng thì có thành trụ hoại và không. Đó là một quy luật tất yếu. Nhìn một quy luật tất yếu để thấy được sự thật. Và người nào được thấy được sự thật thì người đó sẽ bước qua được những cái khổ đau đời thường gọi là sinh tử. Chỉ không nhìn được sự thật thì không thể nào bước qua được sinh tử. Còn người nào nhìn được sự thật thì tôi tin tưởng là người đó sẽ bước qua sinh tử. Mà nói được điều này khó nói. Vì thế mà cái câu kịch trần gian dứt mộng dài, giới định tuệ sớm tu nhân thành Phật. Người nào nhìn được sự thật, trần gian này, cuộc đời này, đời sống này chỉ là một gì? Một vở kịch mà chơi. Vì thế người đó đã sáng lên được cái giới, cái định, cái tuệ chứ sao nữa. Còn cái vô minh gọi là ám, làm sao nhìn được cái này? Không kế nào mà nhìn được cái này hết. Bây giờ xin lỗi quý vị, ra ngoài đường quý vị ngoắt một người nào đi đường lại để tôi nói cho nghe. Nói cái gì vậy? Kịch trần gian giấc mộng dài, cứ nói về uống thuốc đi. Họ trả lời mình về uống thuốc liền. Họ nói mình có bệnh, phải không? Mà thực sự là ai bệnh? Chưa chắc á. Cho nên trong các vị Bồ Tát, có những Bồ Tát nghịch hành á. Quý vị coi Tế Điên, quý vị coi Bố Đại Hòa Thượng đó, những Bồ Tát nghịch hành là các ngài hay làm cái chuyện đó. Mình nhìn tưởng là ngài điên, nhưng thực ra ai điên? Mình điên. Chứ không phải ngài đâu. Vì thế mà mình đủ bản lĩnh để nhìn ra trần gian này, cuộc đời này chỉ là một cái vở tuồng kịch, thì người đó sẽ khởi nguồn được cái trí tuệ tự thân để làm gì? Để gieo cái nhân thành cái quả vị giải thoát. Kịch trần gian dứt mộng dài, giới định tuệ sớm tu nhân thành Phật. Cái câu thứ hai, tranh thế sự là trăm năm bạc. Câu này nói cay đắng một chút. Bên kia là một tuồng kịch, thì bên này nhìn lại cuộc đời này như một bức tranh. Nhưng bức tranh này, bức tranh không có hậu. Có đúng không? Nếu bức tranh mà nó có hậu thì người ta đâu có đau khổ, đâu có dằn vặt đâu. Khi sanh ra là người ta đã khổ đau rồi. Đừng nói khi chết đi nữa. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Vừa mới sinh ra đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì. Nói như vậy đừng có nói bi quan nhé. Thầy đã nói tới nói lui đấy thưa tất cả quý vị. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng
cái gốc, cái bản chất thực của nó là nó không có gì cả. Chính không có gì cả cho nên gọi là bạc bẽo. Cho nếu như nó một kết thúc có hầu thì tuyệt vời quá rồi. Nếu được kết thúc mà đó là cực lạc thì có được tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Cho nên bây giờ mình phải chấm dứt cái bạc bẽo đó. Mình phải làm sao bức tranh này là một bức tranh có hậu. Cuộc đời này là một cuộc đời có hậu. Phải làm được điều đó. Cho nên tranh thế sự trăm năm một đời người, nói là trăm năm, nhưng mấy ai được 100 năm, phải không ạ? Có những vị họ lên, mình hỏi, ủa, năm nay chú cô bao nhiêu? Dạ năm nay con 50 rồi, con nửa đời người rồi. Cái thầy nhẩm nhẩm trong bụng, thầy nói, chưa chắc à. Phải không? Nói ra thì sợ họ mất lòng, họ buồn. Cho nên 100 năm nửa đời, 100 tuổi thì 50 tuổi là nửa đời người, phải không? Còn 60 thì 50 là đi hết bao nhiêu rồi? Sao hai phần được? 3/4 rồi. Thưa với tất cả quý vị, nhiều lúc chúng ta ảo tưởng những chuyện rất bình thường. Mới 40 mình đã gần nửa đời người. Sao mà gần nữa, nhiều lúc đã 2/3 rồi đấy chứ. 60 mà tắt thở thì 40 là 2/3 rồi, đúng không? Còn chưa nói nó còn gì, nó còn 5/6, còn 9/10 nữa là khác. Bởi vì lỡ mai hôm nay ngồi, cái ngày mai nó ở đâu đâu mà sao. Người ta bảo là sanh thì có tháng có ngày, mà còn ra đi thì chẳng biết ngày biết tháng biết giờ. Cho nên mình người tu rồi, mình phải cố gắng lên làm sao đó mà gì, mà giữ trí thời chí, thân vô bình khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, Phật cập thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghiên tiếp ngã. Trời ơi, nó sung sướng quá, sống vỗ tay lên. Mình nguyện sao nó phải được như thế, tu sao mà đạt được như vậy, mới thấy nó hạnh phúc làm sao. Đến cái lúc đó mình biết được cái giờ cái khác, phải dự trí thời chí là biết được giờ, biết được khác ha. Rồi thân thì gì, không có bệnh, không có khổ. Tâm thì không còn vướng bận vào cái chỗ nào hết, không còn tham luyến vào chỗ nào cả, nó được thông dong tự tại. Ý thì như gì, như vào trong cái cảnh thiền định vậy, vắng lặng yên vui, như nhập thiền định. Lúc đó thì chắc chắn sẽ có gì, Phật và thánh chúng. Mà muốn được như vậy thì phải làm sao? Làm sao hả? Là phải tu, đúng không? Mà tu thì tu gì? Niệm Phật. Mình ở đây mình khẳng định được như thế, phải không? Nếu như ai chọn một cái pháp môn khác thì mình có thể là mình ngồi thiền, mình trì chú cái đó tùy. Nhưng nếu như đa phần chúng ta đây, chúng ta bán nguyện ngay dưới đà, thì chúng ta biết rằng là cái nhân để mà được như vậy đó là gì? Đó là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Nên từ sáng đến giờ tôi chia sẻ với quý vị, tôi nói lên công hành, nói lên hành nguyện để chúng ta thức dậy được cái niềm tin của mình, thức dậy được cái bán lĩnh của mình, thức dậy được cái tâm nguyện của mình, để tất cả chúng ta đây sẽ là những người con đích thực. Tất cả chúng ta đây sẽ là những gì? Sẽ là những hành nguyện, sẽ những là bàn tay, sẽ là những ánh mắt của mẹ hiền Quán Âm. Đức Phật, Ngài có được đại từ. Chúng ta chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát. Chúng ta có cái tiểu từ được không? Hả? Tức là Ngài có tấm lòng thương lớn. Bây giờ mình chưa được như Ngài thì mình có tấm lòng thương nhỏ được không? Thì phải làm chứ. Thì nhiều cái nhỏ nó sẽ thành cái gì? Cái lớn. Một vị thầy của chúng tôi dạy tôi mấy câu, tôi nhớ hoài. Ngài nói rằng là chớ thấy thiền nhỏ mà lơ, chớ thấy ác nhỏ mà tơ tưởng làm. Thấy không? Cuộc đời này mình chỉ nói ô cái đó chuyện nhỏ, mình là người lớn làm toàn chuyện lớn. Chuyện nhỏ không làm được thì đừng mong làm chuyện lớn. Một ngày tu bắt con trai tu còn không xong mà còn đòi đi xuất gia, là xuất gia cái nỗi gì? Cho nên thưa với tất cả quý vị, chúng ta hãy cố gắng, hãy góp nhặt
dầu rằng đó là những việc rất nhỏ. Và thưa rằng, đối với người làm việc thiện thì điều đầu tiên người đó cần có là có cái gì? Có cái gì? Có cái tâm thiện. Cái tâm đã thiện thì lời nói cũng thiện, hành động cũng thiện. Và nói xin lỗi, ngay cả chửi cũng chửi gì? Chửi thiện. Bởi vì không có ác tâm. Người cha quánh người con không thể nói rằng người cha đó là ác được. Có phải không? Bởi vì nơi tình thương muốn cho người con như thế nào đó, cho nên người cha mới ra roi ra vọt. Khi quánh con đau một mà cha mẹ đau tới 10. Hiểu được như vậy mới hiểu được tấm lòng của Phật. Hiểu như vậy mới hiểu được tình thương của Phật. Nơi đó chúng ta phải nguyện với chính mình. Như vậy thì cái việc thiền có khó không? Cái việc thiền có khó không? Xin thưa không khó. Mà khó là sợ không có tâm thiền. Còn người có tâm thiền rồi thì việc thiền nó sẽ được gì? Được xuất hiện. Có những vị họ nói thưa thầy, cái khả năng con không có, cho nên con thấy con khó làm việc thiền quá. Thầy hỏi bây giờ con không có khả năng nào nói thầy nghe. Nói dạ thưa thầy, con nghèo lắm, con có tiền. Thầy nói ủa, trong kinh Đức Phật dạy đâu phải người có tiền mới làm phước được. Có phải không? Nó có tài thí, có pháp thí và có vô ý. Vô ý thí. Và trong tài thí nó còn chia ra là nội tài, ngoại tài, nó đủ thứ đó. Chứ tại sao mình cứ nghĩ là có tiền mới làm được việc thiện? Bây giờ quý vị, tôi sợ quý cô, quý thầy, quý anh, quý chú không có tiền mà chỉ sợ là không có tâm. Một lời nói thôi, nếu như mình có cái tâm thiện, xin thưa quý vị, một lời nói thôi có thể cứu được cả một mạng người. Nhưng khổ nỗi bản thân của mình, nhiều lúc cái ác tâm của mình, cái ích kỷ, cái đê tiện của mình, nói một lời tốt khó nói lắm. Mà nói lời xấu thì nói hoài nó không đã miệng. Cho nên quý vị thấy, nghe tiếng khen hiếm lắm, mà tiếng chê thì sao? Nhiều lắm. Bây giờ mình phải đổi ngược lại. Trước đây mình hay chê, ít khen, thì bây giờ mình phải làm sao? Hãy khen nhiều lên. Hãy khen nhiều lên. Bởi vì sao? Bởi vì nơi cái tâm ích kỷ á, ích kỷ khi mình khen người thì mình sợ sao? Người hơn mình, cho nên khen không nổi. Còn ngày nào mình với cái tâm rộng mở, cái tâm hướng thượng đó, thì mình cứ cúi xuống lạy, tôi xin lạy các ngài, tôi xin lạy quý cô, quý anh, quý chị, bởi vì quý chị sẽ là Phật. Trời ơi, nó dễ thương biết là bao. Lúc đó thầy tin tưởng rằng là không bao giờ có đâm bị thóc, thọc bị gào, thách đố, đổ vách, đâu có chuyện đó xảy ra đây. Nhìn nhau là nở nụ cười. Gọi là từ nhãn thì chúng sanh, con mắt lúc nào cũng chứa đựng đầy những cái năng lực của yêu thương, của từ ái, chứ không phải nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn. Sao mà căng thẳng thế? Thưa với tất cả quý vị Phật tử, như vậy thì trở lại vấn đề căn bản tôi thưa với quý vị hôm nay. Tôi xin được nhắc đi nhắc lại, khi nói đến Đức Quán Thế Âm, nói đến năng lực mầu nhiệm của Ngài, thì chúng tôi xin nói về cái gọi là công hạnh của Ngài. Nói công hạnh của Ngài để làm gì? Để chúng ta thức dậy được niềm tin, thức dậy được nghị lực, thức dậy được bản lĩnh để chúng ta bước đi theo Ngài và thực hành những cái hành nguyện của Ngài, để rồi mình trở thành những Quán Thế Âm, mình trở thành những năng lượng Quán Thế Âm, mình trở thành những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, những hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà tôi dùng một cái từ rất dễ thương, đó là xin được nối dài cánh tay của Ngài, xin được làm sáng hơn ánh mắt của, rộng mở hơn cái tâm nguyện của Ngài. Để gì? Để con và Ngài đều được gì? Chan hòa giữa cuộc đời này. Quý vị có làm được điều đó không? Có nguyện cố gắng làm được điều đó không? A Di Đà Phật, xin được cảm ơn tất cả quý vị.
Và chúng tôi cũng rất vui khi có mặt ở tại nơi đây để chia sẻ với tất cả quý vị điều đó. Và cuối cùng là tôi đã thưa quý vị là quý vị hứa trước Tam Bảo nha, không phải hứa trước thầy nha. Cho nên quý vị mà không làm thì tự chịu ra nha. À, chứ không có là ở đây không phải là mình nói được hứa trước thầy không ăn thua gì đâu. Có Tam Bảo phía sau chứng giám và thầy luôn hộ niệm. Trên thì có Tam Bảo, dưới thì có mẹ hiền Quán Thế Âm luôn gia trì cho quý vị, để quý vị có thêm sức mạnh, có thêm nghị lực, có thêm bản lĩnh để thực hành, để sẽ là những người con tinh thần đúng nghĩa, sẽ là những Bồ Tát Quán Thế Âm, những hiền thân như vậy cho cuộc đời này. Và chúng ta nhìn thấy được rằng đó là Quán Thế Âm đó. Chứ không phải Đức Quán Thế Âm chỉ là một đâu. Nếu mà một đó, thì chúng ta thấy được rằng làm sao có thể mà bàn bạc ở giữa cuộc đời này được. Mà chính vì cái dòng nước đó, cái năng lượng đó khi nó tràn ra, và trong thâm tâm của tất cả chúng ta đây đều là những cái năng lượng hành nguyện bản nguyện Quán Âm, thì rõ ràng lúc đó là Quán Thế Âm đã ra ngàn mắt ngàn tay chưa? Không những ngàn mà triều triều triều, phải không ạ? Nếu như thế giới này đang có trên 5 tỷ người thì sẽ có 5 tỷ Quán Thế Âm. 5 tỷ Quán Thế Âm sẽ có gì? 10 tỷ cánh tay và 10 tỷ con mắt. Có đúng không thưa tất cả quý vị? A Di Đà Phật. Trước khi dứt lời thì một lần nữa chúng con xin được tri ân Thượng Tọa Trụ Trì, tri ân Chư Tôn Đức ở tại trú xứ Tịnh Độ, và thầy Tịnh Mãn là một người bạn cũng giống như tất cả quý vị Phật tử đã hoan hỷ lắng nghe từ sáng đến giờ. Xin được hộ niệm tất cả quý vị có một ngày tu tập thật bình an. Bầu trời vòng tay kỳ diệu.
đưa vai gánh phong trần thay con.